Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày 28 tháng 5, tin từ công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã kịp thời nắm tình hình, ngăn chặn vụ việc một công dân trên địa bàn huyện bị cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng video nhạy cảm để đe dọa tống tiền. Trước đó, công an huyện Quan Hóa phát hiện chị H, tên nhân vật đã được thay đổi, là một công dân trên địa bàn huyện Quan Hóa đang hỏi vay tiền nhiều người với trạng thái tâm lý hoảng loạn. Từ những biểu hiện trên, công an huyện Quan Sơn đã đặt nghi vấn chị Hát là bị hại của tội phạm lừa đảo hoặc cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng nên đã tiếp cận chị Hát để nắm tình hình. Qua làm việc, chị Hát cho biết vào khoảng tháng 3 năm 2024, có tài khoản mạng xã hội Facebook tên Bùi Tiến Dũng đã kết bạn làm quen với chị. Sau một thời gian liên tục nói chuyện, chị Hát đã nảy sinh tình cảm với đối tượng và bị đưa vào bẫy, dụ dỗ chị gọi video, qua đó lén ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của chị. Chiều ngày 25 tháng 4, tài khoản Bùi Tiến Dũng nhắn tin hỏi vay chị số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chị không đồng ý. Ngay lập tức đối tượng đã đe dọa nếu không chuyển tiền, sẽ gửi video nhạy cảm của chị cho bạn bè, người thân của chị. Để thúc giục chị hát chuyển tiền, đối tượng đã đăng tải một số clip trên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân của chị hát và liên tục đe dọa yêu cầu chị hát phải chuyển tiền ngay. Lo lắng sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình, nên chị hát đã đồng ý sẽ chuyển 200 triệu đồng cho đối tượng. Chị Hát đã đi vay mượn được 46 triệu đồng thì đối tượng yêu cầu phải chuyển ngay nếu không sẽ tiếp tục đăng video trên mạng. Tại thời điểm chị Hát đang chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng, công an huyện Quan Hóa đã kịp thời ngăn chặn, giải thích cho chị Hát biết thủ đoạn của đối phương, đồng thời vận động chị Hát hợp tác với công an để xác minh, điều tra truy tìm đối tượng. Theo tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày mùng 5 tháng 6 sẽ mở lại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc Tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khoảng 16 giờ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại câu lạc bộ Joker Club ở lô 23.20, đường số 2, khu đô thị Hà Quang 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang đang tổ chức đánh bạc cho 7 người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền. Khám xét căn phòng này, lực lượng cảnh sát thu giữ 582 chip, tương đương 304 triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan. Trong số đó có ông Ham Hưng Chun, 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, người đang bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế tội trộm cắp tài sản và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8 năm 2022. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6 năm 2022, Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1973, cán bộ Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Hoàng Long sinh năm 1974, Hứa Vũ Long sinh năm 1992 cùng ở thành phố Nha Trang, Nguyễn Hữu Văn sinh năm 1993 ở thành phố Huế cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker Joker Club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài poker thắng thua bằng tiền. Những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế 5% tiền thắng cược trong một ván bài của người thắng cuộc. Nhóm người này thuê 7 người làm quản lý quầy thu ngân, đổi tiền, chip cho khách đến chơi ghi chép sổ sách chi tiêu, thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ, người chia bài, chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi, vân vân. Từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022 đến mùng 2 tháng 2 năm 2023, nhóm người trên đã thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club gần 6 tỷ đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện một cán bộ thuộc Bộ Công an, cơ quan phía Nam là ông Lường Tiến Quân đang là phó phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ. Viện Kiểm sát xác định từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người góp vốn đã mở 10 bàn chơi poker tại Nha Trang Bridger and Poker Club ở khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật, nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang. Tháng 9 năm 2020, Nguyễn Minh Hải có thông tin việc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại Nha Trang nên Hải tìm cách liên hệ với Lường Tiến Quân đang là phó phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý. Quân đã ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ chơi poker tại khách sạn C30 không bị Cục Cảnh sát Hình sự kiểm tra. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Khánh Hòa, Hải chuyển qua địa điểm khách sạn Emero Bay ở địa chỉ 100 trên 8, Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Giai đoạn này, Lương Tiến Quân yêu cầu Hải liên hệ qua người tên Hùng, chưa rõ nhân thân, lai lịch để trao đổi thông tin cũng như chuyển tiền cho mình. Đến tháng 6 năm 2022, Hải góp vốn thành lập Joker Club tại khu đô thị Hà Quang 2 cũng với phương thức thủ đoạn như cũ để hoạt động mà không bị kiểm tra. Sau đó Hải giao cho Nguyễn Đình Hoàng Long quản lý vận hành Joker Club. Cơ quan tố tụng kết luận trước khi bị bắt giữ, Hải và Long đã chi cho Lương Tiến Quân 420 triệu đồng. Cũng theo viện kiểm sát, Quá trình điều tra Nguyễn Minh Hải còn khai nhận từ năm 2017 đến năm 2019, Hải đưa cho Lường Tiến Quân nhiều lần, tổng cộng 35.000 đô la Mỹ. Mạng xã hội đang xôn xao vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C tại trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, không cho một em học sinh tham gia liên hoan cùng với lớp vì mẹ của em chưa đóng quỹ. Vụ việc sau khi được mẹ em học sinh đăng tải lên các trang mạng xã hội đã nhận lại được nhiều sự chú ý. Mới đây, cô giáo Nguyễn Thị Huyền cho biết, không có chuyện mẹ không đóng quỹ phụ huynh nên học sinh N ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan. Trước đó, nữ giáo viên đã tổ chức liên hoan cuối năm cho 32 học sinh lớp 1C với sự tham gia của bốn phụ huynh trong lớp. Tiền đồ ăn liên hoan gồm 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên, xúc xích, bánh gato và các loại bánh kẹo khác sẽ trích từ quỹ phụ huynh do cha mẹ học sinh đóng trước đó. Tiền quỹ này có 31 trên 32 phụ huynh học sinh tham gia, trong đó mẹ của học sinh N không đóng quỹ này. Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về kế hoạch liên hoan trên nhóm Zalo chung, các phụ huynh, trong đó có mẹ MN không ý kiến gì. Trong buổi liên hoan, MN ngồi cùng các bạn ăn bánh gato và các loại bánh kẹo khác. Dù không có suất gà riêng, nhưng em N vẫn được hai bạn ngồi cạnh chia xúc xích, khoai tây chiên và gà rán cùng ăn. Tại buổi họp phụ huynh ngày 26 tháng 5, Cô Huyền cũng trao đổi công khai sự việc để các phụ huynh hiểu và nhận sai sót khi chưa thông báo riêng cho phụ huynh MN. Cô Huyền nói, cô cũng hiểu đơn giản khi đã thông báo là các phụ huynh đọc rất kỹ tin nhắn và hiểu nên cô không thông tin lại nữa. Cô cũng nhắn tin hỏi xem các phụ huynh có ý kiến gì không, nhưng không thấy phụ huynh trao đổi lại thông tin gì. Bà Phạm Thị Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thông tin. Trường đã yêu cầu giáo viên viết bản tường trình và báo cáo cụ thể sự việc Mẹ không đóng quỹ, con không ăn liên hoan, gửi phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lộc. Lớp 1C thu hai loại tiền quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Dịp cuối năm, tiền quỹ lớp gần hết, các phụ huynh thống nhất sử dụng tiền quỹ phụ huynh để liên hoan. Phụ huynh học sinh N đóng quỹ lớp nhưng không đóng tiền quỹ phụ huynh. Học sinh N vẫn được ăn bánh, kẹo như các bạn, chỉ có phần gà rán, khoai tây là ăn chung với một bạn khác. Về lý do không mua thêm phần gà cho trẻ, vị hiệu trưởng nói đó là thiếu sót của giáo viên, cô giáo đã nhận lỗi vì chưa linh hoạt. Vị hiệu trưởng nói đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp rút kinh nghiệm trong sự việc này. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo xã Gia Lương cũng đã yêu cầu trường tiểu học Gia Lương rà soát, kiểm tra lại các khoản thu quỹ, chi tiêu của các quỹ. Lãnh đạo xã cũng yêu cầu trường làm rõ các thông tin, mời phụ huynh cháu N lên làm việc để có được thông tin khách quan nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có báo cáo sự việc lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.